Hôm nay có một câu chuyện vui của một anh khách hàng, không phải khách hàng, một anh bạn, khả năng là xem đá quý trên mạng quá 180 phút có xảy ra câu chuyện như này, gửi đến cho tôi. Thì tôi cũng rất thoải mái thôi, hỗ trợ anh, nhưng mà đặc biệt là anh này đánh giá những sản phẩm rất nhiều tiền. Và anh cũng nhắn tin cho tôi này, anh có muốn mua đá quý thiên nhiên không? Em có nhiều loại đá quý thiên nhiên. Đấy, thì một cái đầu tiên nhá, đây là một cái thiên châu làm bằng mã não, nhưng cái đây là do con người tạo ra nhá. Cái thứ hai là một viên ruby sao, nhưng viên đá này là một viên đá xử lý và bắn sao nhá. Viên thứ ba có thể là mảnh thạch, miếng thạch anh, coi là thạch anh đi. Ok. Cái thứ tư là một cái tinh thể này, có thể là một cái miếng thủy tinh núi lửa, hoặc là coi như là tô ba đi. Ok. Viên thứ ba là viên thiên châu. Thứ tư, viên đá này là viên opal nhân tạo anh chị nhá, opal giả nhá. Rồi, viên thứ tư, hoàn toàn tất cả sản phẩm này là hàng nhân tạo. Có thể gọi là sinh viên nhân tạo hoặc thứ nhân tạo, nó sẽ xuất hiện trên những cái trang sức mà anh chị mua ở ngoài tiệm mà chỉ tính vàng không tính đá thôi, và có thể nó sẽ tồn tại rất nhiều năm, có thể là từ 23 năm trước, 20 đến 30 năm trước, thậm chí là từ những năm 1910 đã có tại Việt Nam những loại này rồi nhá, và bán rất là đắt, có thể là như vậy. Đây là một vòng mã não. Tại sao là mã não? Chúng ta hãy nhìn thấy đặc điểm ở đây, cái phần trên này là cái phần vân của mã não vàng, nó gắn cùng vào nhá, mã não trắng. Rồi tiếp theo, đây là một cái vòng đa sắc. Vòng này những cái viên màu đỏ ở đây là những cái viên mã não đã qua xử lý nhiệt, và một vài cái viên khác, có một vài viên có thể coi là cổ phách cũng có thể có, nhưng dù là đá gì đi chăng nữa, chỗ này chúng ta có một cái viên đá xử lý này màu xanh này thì đều không có giá trị nhá. Tiếp theo, đây là một cái vòng mà những viên tím ở đây là thạch anh tím, còn những cái viên màu vàng cam này là hàng giả nhá. Ok. Và những cái viên màu đen này thì cũng không phải đá tự nhiên. Rồi, câu chuyện rất hay ở đây. Đây là một trong những cái loại đá mà gọi đá vân sắc. Bên này cũng không có tự nhiên, bên ngoài khi đình chùa anh chị có thể xem, nó bán rất là rẻ, khoảng vài chục ngàn một cái thôi. Rồi, cái thứ ba, cái loại này là một cái loại đá phát sáng. Loại đá phát sáng này thì hoàn toàn là của Trung Quốc và sử dụng chất phốt pho để nó ngưng tụ ánh sáng. Nó khi ánh sáng vào thì nó sẽ nhận năng lượng và sẽ phát sáng trong buổi tối nha. Đấy. Đây là một cái vòng này khả năng đá tự nhiên. Đây là ngọc bích anh em này. Viên này thì đã giả 100% rồi, anh chị nào xem thì biết ngay. Viên này là viên thạch anh tím này. Rồi, viên này là một viên giáp dạng kiểu thủy tinh, núi lửa. Rồi, viên này là một viên giả luôn, chắc chắn. Viên này là một viên thạch anh, tự nhiên hoàn toàn. Viên này là một viên đá gọi là mắt mèo, nhưng viên này đá hàng nhuộm nhá. Viên này là một viên chắc chắn là hàng nhân tạo. Ok. Viên này thì viên tự nhiên, Laboris, đây là đá sa cừ. Đây là một viên dạng như là một viên mã não. Rồi ok, nhưng này không giá trị. Bây giờ câu chuyện này, bạn ấy nhắn cho tôi và hỏi tôi này. Tôi trả lời là giá trị rất là thấp, một vài viên thiên châu và viên xà cừ đúng không. Nhưng bạn ấy hỏi là thế còn viên đá ruby sao xanh của Mỹ thì bao nhiêu tiền? Trên ống kính là người ta thu vô 4 tỷ đồng. Đấy, thì tôi nói chuyện anh em này, đầu tiên ruby nó không màu xanh nhá, ruby màu đỏ. Và ý bạn ấy muốn nói là cái viên khả năng là màu này này, nhưng tại sao là bạn ấy ra thành màu đỏ mà bạn nhìn thấy màu xanh thì tôi không rõ. Nhưng đây là một viên xử lý nhá, và viên đá này là viên đá giả anh em nhá. Thì bạn này rất hay, cái là bạn ấy rất thoải mái, bạn ấy không chửi bới thóa mạ giống như những bạn khác. Thì tôi rất là vui, tôi lên video cho bạn ấy xem. Cái vòng này là một cái vòng gọi là có thể nói nếu mà tự nhiên thì nó sẽ là vòng đá này là một trong những cái loại đá gọi là đá gì nhỉ? Đá này gọi là SES2, công thức y học SES2, nó gọi là vàng kẻ ngốc, nhưng mà khi mà chúng ta tạc ra xong và đánh bóng thì nó chuyển thành màu đen. Viên này có thể là ngọc bích, có thể là serpentine. Viên đá này thì không có giá trị, viên này thạch anh nhá. Thì câu chuyện này tôi cho bạn xem tin nhắn này. Đây là đá quý phỉ thúy thiên nhiên. Đấy, bạn muốn nói đến cái vòng mã não này đúng không? Thì không đúng nha bạn nha. Thứ hai, đây là hổ phách. Ok. Hồng ngọc. Đấy, đây không phải đá mã não. Đấy, bạn ấy nói đây là thạch anh quý ngũ sắc, giá trên mạng là 115 tỷ đồng. Thì mình bảo thôi, mình nói chuyện với bạn ấy thì đấy, đờ ribi không phải nhá, bên này gọi là thiên châu nhá, nhưng mà hàng giả nhá. Thì đó, thì mình cũng làm video cho bạn xem cho vui thôi. Bạn ấy hàng thật hàng giả này, tất cả những thông tin mình đã trả lời bạn rồi. Bạn ấy nói đây là đá quý tự nhiên, đảm bảo hàng thật. Đấy, nếu mà
đây là loại thiên nhiên hàng thật, ngọc bích Canada, đúng rồi, có thể ngọc bích Canada, có thể là đá ngọc nephrite của Việt Nam, nhưng giá trị rất thấp vì chất lượng nó không cao anh em ạ. Đấy, nếu anh không mua nổi nếu anh không mua nổi thì anh thu cái đá rẻ rẻ thôi. Rồi, hay quá đấy, các bạn rất hay, mình đã trả lời hết các bạn rồi. Viên đá quý thiên nhiên thật màu mắt mèo này đấy, có mấy chục tỷ thôi là anh đúng không? Hết tài sản cả mấy trăm tỷ, mấy ngàn tỷ đấy. Nên thôi mà nói chuyện những cái bạn mà nói tiền tỷ như này nhưng mà thực ra không hiểu biết là gì cả thì cũng bình thường thôi anh em. Hiểu biết là chúng ta sẽ có được do chúng ta nghiên cứu và tập tập thì mình cũng không có gì cả. Mình cũng mong muốn là bạn hiểu rõ thêm để bạn biết được của bạn là gì để tránh bị lừa nhé. Đấy, còn những viên đá quý thiên nhiên thật cũng mấy trăm tỷ đồng đấy. Ok, thì là câu chuyện của những cái bạn nói chung là cũng vui. Xem đá quý trên mạng cũng nhiều thời gian và tôi chắc chắn là các bạn không hiểu biết gì đã này thì cũng là một cái vui vẻ thôi, mình giới thiệu cho anh em xem và cũng là một cái bài học để anh em nghiên cứu nhá. Thì tôi thì bên tay phạm của tôi thì tôi hỗ trợ anh em thoải mái về về xem hộ, nhưng mà một số trong những trường hợp anh em mà cứ nặng nề quá về hình thức thì tôi cũng sẽ bỏ qua nhá. Ok, xin chào anh em, chúc anh em vui vẻ nhá, lưu ý ra ngoài lại để anh em xem chúng ta có thể gặp những loại đá này bán bên ngoài không nhá. Tôi đoán một số loại trên sạp có rất nhiều. Ok.